Dĩ nhiên rồi, cái việc mà viết content đó là một trong những cái khâu cực kỳ quan trọng cho việc làm marketing, đặc biệt trong đó là marketing online. Nhưng để làm sao tạo ra một cái content hay thì nó phải có nhiều cái yếu tố khác nhau để cấu thành nên nó. Và những yếu tố đó là gì? Mời các bạn cùng xem video clip này để hiểu hơn về các cái cấu trúc để tạo nên một cái bài viết thực sự chất lượng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này, Tân sẽ liệt kê ra 9 cái đặc điểm của một content thật sự tuyệt vời, giúp cho các bạn có thể đạt được những cái yêu cầu tốt nhất cho cái việc mà làm marketing cho thương hiệu hay là gia tăng được cái doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của các bạn. Từ đó giúp các bạn có thể định hình được cái phong cách mà xây dựng nội dung cũng như các cái chiến lược phù hợp cho cái việc làm marketing cho cái thương hiệu của chính mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chi tiết. Thì Tân sẽ liệt kê và Tân sẽ giải thích những cái yếu tố này, những cái đặc điểm này là như thế nào. Thứ nhất là chưa từng xuất hiện trên web. Có nghĩa là trên trang website của các bạn chỉ có một cái nội dung này xuất hiện đầu tiên mà thôi. Không có những cái nội dung mà trùng lặp hay là không có những cái nội dung mà tương tự giống như vậy. Thì cái mà giá trị nó mang tới cho người đọc nó sẽ cao. Còn khi đọc một cái bài viết mà những cái nội dung nó na ná nhau, nó tương tự với nhau hoặc là nó y chang nhau, nó chỉ khác ở một số từ ngữ hay một số từ khóa mà thôi, thì đó là những cái bài viết không thực sự chất lượng và nó giống như là đánh lừa Google. Google không thích điều này và chắc chắn bạn không đánh lừa được Google bởi cách này đâu. Bởi vì máy học của Google có thể phân tích được nội dung của các bạn đang viết trên web là gì. Nên là cái đầu tiên là cái nội dung mà các bạn truyền tải trên cái web của các bạn nó phải là cái nội dung chưa bao giờ xuất hiện lần nào. Cái thứ hai phải có là mục đích rõ ràng. Thì bạn cần phải đưa ra được cái mục đích cho cái việc mà xây dựng content này là gì. Mục đích liên quan tới bán hàng, mục đích liên quan tới gia tăng cái nhận thức thương hiệu, mục đích liên quan tới là độ phủ sóng, mục đích liên quan tới gọi là giáo dục khách hàng, hay là bất kỳ cái mục đích nào mà bạn phải đưa ra từ trước để khi mà cái nội dung được truyền tải tới thì nó sẽ đáp ứng được cái mục đích cuối cùng của bạn mong muốn truyền tải tới khách hàng, chứ không phải là bạn viết theo cái cách mà cảm tính và viết tới đâu hay tới đó. Thì khách hàng không biết được cái cuối cùng họ nhận được là cái gì và cho điều gì, và bạn sẽ nhận lại được cái gì từ phía khách hàng. Bởi vì ở trong tất cả mọi thứ, kể cả trong cuộc sống, bạn đều hiểu cái quy luật nhân quả cho đi và nhận lại, một bên trao một bên nhận và tương tự như vậy, ngược lại như vậy. Thì làm marketing cũng vậy thôi, bạn phải hiểu được cái mà bạn nhận được là gì thì bạn mới có thể cho đi một cái phù hợp như thế. Thì đó là cái mục đích rõ ràng mà các bạn cần hướng tới. Cái thứ ba đó là relevant. Relevant được gọi là cái tổ chức, cái topic theo gọi là cái nội dung chuyên sâu và bao quát rộng về cái chủ đề. Ví dụ như là cái chủ đề đó thì nó sẽ bao gồm những cái ngách nào bên trong đó, thì bạn phải phủ đủ rộng cái ngách đó để cho những người mà độc giả, những người khách hàng tiềm năng có thể là đọc, hiểu và cảm nhận được cái bức tranh tổng quan về cái lĩnh vực đó hay là cái ngách đó nó như thế nào, để họ có những cái lựa chọn tốt nhất hay là có những cái nhìn mà nó phù hợp nhất cho cái quyết định trong cuộc sống của họ và cái lựa chọn trong cái việc mua hàng hay sử dụng sản phẩm nào đó mà họ đang hướng tới. Thì cái việc mà tổ chức cái nội dung như vậy nó sẽ khiến cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng mà đọc hiểu, dễ dàng có thể là cảm nhận được cái giá trị mà bạn đưa tới. Và bên cạnh đó, bạn phải làm cái nội dung của bạn trở nên là chuyên sâu, trở nên là nó có cái chiều sâu về nội dung hơn, chứ không phải là bạn viết một cái cách mà qua loa, một cái cách mà hời hợt, một cái cách mà nó không mang lại cái giá trị thực sự mà chỉ là cái cái nội dung như là có bài viết và đối phó với Google mà thôi. Xin lỗi các bạn, không biết tại sao. Ok, không sao. Thì cái thì cái relevant này sorry các bạn
Thì cái relevant này nó vừa giải quyết được cái chiều rộng về nội dung và chiều sâu về nội dung để cho độc giả có thể cảm nhận được hết những cái mà họ cần thiết và cảm nhận được cách thấu đáo với những gì họ đang tìm kiếm. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Cái thứ tư là helpful. Helpful hay còn gọi là cái nội dung nó hữu dụng. Cái nội dung này có thể giải quyết được cái vấn đề mà khách hàng đang tìm kiếm, giải quyết được những cái câu hỏi, những cái khúc mắc, những cái thắc mắc của họ đang cần giải đáp. Thì đó là những cái nội dung mà hữu dụng, nó thỏa mãn được cái nhu cầu, cái mong muốn và cái khát khao được tìm kiếm của khách hàng. Thì khi đó họ mới đánh giá cao cái nội dung của bạn đang mang tới. Thứ năm là unique. Nội dung này chưa hề tồn tại ở trên Google, ở trên những trang web khác. Có nghĩa là cái nội dung này các bạn phải tự viết, bạn không đi copy từ những nguồn khác rồi sau đó bạn về bạn sao chép lại và bạn chỉ đổi tên thương hiệu và thay thế từ ngữ mà thôi. Như thế thì của máy Google chắc chắn sẽ phát hiện ra và nó sẽ mắc cái lỗi bên trong cái phần giá trị nội dung cũng như là cái thuật toán về sale. Thuật toán về sale thì bạn sẽ được hiểu hơn trong những cái video sắp tới của Tân. Tân sẽ làm rất nhiều những video liên quan tới sale, liên quan với tất cả những cái ngành nghề của marketing và đặc biệt trong đó là content. Thì nói rõ hơn về unique thì các bạn phải làm những cái nội dung mà nó mang cái tính độc lập riêng biệt của các bạn. Bạn phải tự viết ra những cái nội dung này. Dĩ nhiên là bạn sẽ lấy cái ý tưởng, lấy cái thông tin, lấy nguồn tham khảo từ những bài viết khác tương tự ở trên web, nhưng bạn phải tự viết nó ra. Thì khi đó cái chất lượng của Uniware nó mới cao. Thứ sáu đó chính là UI UX. UI UX có nghĩa là các cái thiết bị mà sử dụng để lướt web, sử dụng để xem nội dung, nó phải tương thích, nó phải phù hợp, nó phải thể hiện mà đúng chuẩn với là kích thước cũng như là cái cách mà nó show cái nội dung nó ra, những cái banner, những cái banner rồi cái header, cái footer, nó đều phải có cái sự mà chuẩn chỉnh ở đây để giúp cho cái việc mà giao diện người dùng nó trở nên là bắt mắt, nó trở nên là mướt và trở nên là nó dễ sử dụng trong mắt những người mà đang xem cái web các bạn. Bởi vì không phải ai cũng xem ở trên điện thoại di động và cũng không phải ai cũng xem ở trên máy tính bảng. Thường ba cái thiết bị mà chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều nhất đó chính là máy tính bảng và điện thoại di động. Thì đó là ba cái nền tảng giao diện mà các bạn cần tối ưu UI UX để có thể làm tốt cái web của mình. Thứ bảy đó chính là cấu trúc. Cấu trúc nội dung là cái việc mà các bạn phân chia cái nội dung bài viết của các bạn thành những cái mục nhỏ như thế nào. Dĩ nhiên là một bài viết phải có phần là mở bài, được gọi là cái phần sabo, mở bài rồi đến là cái phần nội dung chính. Trong nội dung chính các bạn sẽ phải chia là bao nhiêu cái nội dung nhỏ. Bên trong nội dung nhỏ nó sẽ có bao nhiêu cái phần mà riêng biệt, mỗi phần riêng biệt sẽ có bao nhiêu cái gạch đầu dòng. Thì nó giống như là cái H1, H2, H3, H4 vậy đó. Bạn phải chia ra làm như thế nào để nó phù hợp và nó mang cái tính dễ đọc cho người đọc chứ không phải là một cái mớ mà bùi nhùi, rối nùi lên như cái đám rừng thì người đọc sẽ không hiểu gì và không thể nắm bắt được hết những ý mà bạn truyền đạt, mà nó lại mang cái sự mà khó chịu trong cái việc mà nhức nhối con mắt khi mà đọc những cái nội dung giống như thế. Thứ 8 đó chính là khả năng chuyển đổi. Dĩ nhiên là cái mục đích bài viết của bạn thì cuối cùng như Tân nói thì cũng phải là mang tới một cái giá trị gì đó. Có thể là bấm vào cái đường link để chạy tới một cái trang landing page khác nói về một cái sản phẩm nào đó chuyên biệt của mình, hoặc là gọi điện vào hotline, hay là nhắn tin, hay là bấm thêm một cái bài viết khác tương tự để tăng ra traffic. Thì đó là tất cả những cái loại chuyển đổi trong cái việc mà bạn làm kinh doanh. Thì bạn phải làm như thế nào để cái khả năng chuyển đổi này nó trở nên cao hơn. Điều này phụ thuộc vào những cái từ ngữ, những cái nội dung mà call to action bạn sẽ để bên trong cái bài viết. Bạn sẽ phân bổ vào trong cái nội dung bài viết hoặc là bên cuối bài viết để mang lại cái
câu chuyện là khách hàng sẽ làm theo những cái mong muốn của mình như một cách mà cần thiết để họ có thể là tiếp tục nhận được những cái thông tin phù hợp với là cái nhu cầu cũng như là cái sự tìm hiểu của họ. Cuối cùng cái thứ 9 đó chính là tối ưu SEO. Một bài viết content mà không tối ưu được SEO thì một bài viết đó chỉ là một bài viết có chữ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuối cùng bạn cần phải là tiếp cận được khách hàng. Mà muốn tiếp cận được khách hàng thì bạn phải tối ưu được kỹ thuật SEO để cho cái của máy Google hiểu được đây là một bài viết chất lượng, một bài viết tốt và có kỹ thuật tốt để có thể là đưa nó xuất hiện dễ dàng hơn đối với những người đang tìm kiếm. Bởi vì vậy nên cái kỹ thuật SEO là một phần rất cần thiết trong cái content. Bởi vậy nên người ta hay nói là content SEO là như thế. Nó là một trong những mảng rất quan trọng trong toàn bộ content, trong toàn bộ cái mảng liên quan tới SEO mà bạn cần phải nắm bắt và cần phải làm được. Và bonus thêm cho các bạn ha, bonus thêm bạn ý cuối nữa, đó là có khả năng viral. Viral đó chính là lan truyền, thì cái content của bạn phải chạm được tới là cái cảm xúc, tới là trái tim của người đọc, và bạn phải đưa vào đó những cái từ ngữ để thấu hiểu được người đọc đang cảm nhận như thế nào và họ sẽ có những quyết định ra sao, những cái hành động ra sao, những cái cảm nhận ra sao sau khi mà hoàn thành bài viết của bạn. Thì trên đây là 9 đặc điểm của một bài viết content tuyệt vời, giúp cho các bạn có thể là tạo dựng được những cái chuyển đổi thật sự tốt cho cái phần mà làm marketing của các bạn trong tương lai. Hãy giúp Tân bấm subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới liên quan tới marketing để hướng dẫn cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.